kêu ngoại chảnh rước chị hai xuống với Lộc đi. Thơm dữ trời, sáng ra là xịt dầu thơm của cô ba Tiết Lương liền. Dầu thơm đó của ai cho con biết không? Của cô gì? Đủ ghê trời, biết của cô Tiết Lương cho luôn. Lọc giỏi dư ta. Sáng nào cũng xịt dầu thơm hết luôn. Nè Lộc ơi, Lộc, ba với mẹ đi Sài Gòn làm hết rồi, con buồn không? Buồn không? Nhớ mẹ không? Giờ chứ này chi với Thọ nó đi luôn rồi, nó không có gì ở đâu. Nó đi bỏ Lộc luôn rồi. Thọ tuổi nhưng chi đù nó đi Sài Gòn nó bỏ Lộc rồi. Làm gì vậy? Kiến cắn cái gì mũi chích hả? Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà gãi kỳ vậy? Trời. Con ong nó chích hả? Con ông bự. Ừ, con ông bự chích Lộc á hả? Ờ, nó bay phải không? Ờ, con ông bự kìa. Bay quay kìa, quay đi. Quay con ông á hả? Nó bay đi đâu vậy? Quay. Nó, con ông đó, nó bay đó. Nó chích Lộc á hả? Trời ơi, con ong này nó lì lợm dữ trời, tự nhiên chích Lộc vậy? Đốc Lộc phải chưa thấy luôn à. Nè, chi đù đi đâu? Kiểu phong tắm sao cần cổ còn đắt không kìa? Đâu. Trời ơi, kiểu cần cổ sao nhìn đâu đó? Trời ơi, nãy tắm rồi mà. Thôi, tắm ẩu tắm tả à, rồi đồ của nó đó. Thôi ba, tắm sao mà cần cổ còn đắt không? Không, còn là nó nhà đắt đầu đắt nè. Dở mặt, dở cỏ lên đây. Đã cỏ nó lùng quá. Những sao cỏ người ta dữ lắm. Chi đủ đi đâu rồi Lộc? Chi đủ đi đâu rồi? Hả? Chi đủ đi đâu rồi? Chi đủ đi đâu rồi? Nói ba nghe coi. Hả? Mẹ Chi đi đâu rồi? Nói ba nghe coi. Hả Lộc? Mẹ Chi đi đâu rồi, nói ba nghe coi. Quá lì à. Lộc, mẹ Chi đi đâu rồi, nói ba nghe coi. Hả? Mẹ Chi đi đâu, nói ba nghe coi. Không trả lời ha. Ách chi. Mẹ Chi đi đâu rồi, nói ba nghe coi. Hả? Đi bà Tô Quyên nữa kìa. Mẹ Chi đi đâu rồi? Mẹ Chi đi đâu? Ở uống thuốc cam hả? Bị nghẹt mũi rồi phải không? Lộc bị gì vậy? Bị cô na rồi hả? Mẹ Chi đi đâu rồi con biết không? Mẹ Chi đi đâu rồi? Không biết hả? Quá bờm rồi. Mày chở đi. Không biết tính tiền gì cho chở đi. Có khách đâu tính tiền. Sao đó. Bả đâu? Nó đi chơi rồi.